Xin chào các bạn, đây là máy lọc không khí nội địa Nhật Panasonic FVXE60 với các tính năng lọc không khí, bù ẩm, khử mùi, diệt khuẩn. Đây được chúng tôi kiểm tra, vệ sinh và Việt hóa toàn bộ các chữ tiếng Nhật để các bạn dễ dàng sử dụng. Máy có chế độ phát nano với tốc độ cao, máy được chúng tôi kiểm tra vệ sinh rất là kỹ. Các bạn thường thắc mắc máy sẽ có tính năng lọc không khí thì tác dụng của nó như thế nào. Đây các bạn hãy nhìn, đây là một cái máy đo nồng độ bụi. Nồng độ bụi thì hiện nay ở Hà Nội thì các bạn đã biết rằng là có rất nhiều báo và thông tin nói rằng là bụi mịn với chỉ số rất là cao. Trong nhà hiện nay tôi đang đo là 85. Thì mọi cái không khí sẽ được lọc, được hút vào ở bốn xung quanh cái này và trả lên phía trên, trả không khí sạch lên phía trên này, cửa gió ra đây. Thì bây giờ tôi sẽ để cái máy này ở chỗ cửa gió ra, xem là nồng độ bụi mịn sẽ được giảm xuống còn bao nhiêu. Các bạn sẽ nhìn thấy là trên 80, máy đang bật đó, thì ta sẽ xem là máy sẽ giảm xuống là bao nhiêu đó. Thì các bạn sẽ thấy là tác dụng của máy như thế nào. Máy sẽ lọc được các cái bụi mịn, bụi nhỏ lơ lửng trong không khí mắt thường không nhìn thấy được và trả không khí sạch lên phía trên. Đây ta nhìn sẽ thấy nồng độ bụi mịn nó rơi khoảng độ 23 đến 22 đó. Theo khuyến cáo của các tổ chức thì bụi mịn từ 0 đến 50 là lý tưởng. Thì nó sẽ giảm xuống là còn 23 đó. Thì bây giờ tôi sẽ tắt máy đi. Tôi tắt cái máy đi. Tắt máy đi để chúng ta xem rằng là bụi mịn tăng lên là bao nhiêu. Khi tắt đi thì cái cửa gió này nó sẽ đóng lại và tôi sẽ giữ tay ở đây. Đó. Thì lúc này là nó sẽ đo luồng không khí tự nhiên chứ không phải là qua lọc nữa. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy. Đấy, tắt máy đi rồi thì bụi nồng độ bụi mịn bắt đầu tăng lên 37, chắc chắn còn tăng lên rất là cao. Ban nãy thì khoảng trên 80 đó. Các bạn hãy theo dõi nhé. Đấy, bụi mịn bắt đầu tăng lên đó, rơi 55 ở chỗ cửa gió khi ta tắt máy. Bây giờ tôi sẽ bật máy lên. Bật máy, máy bắt đầu chạy. Đấy, thì ta sẽ xem là bụi mịn sẽ giảm xuống còn bao nhiêu. Đấy, thì có nghĩa là mọi cái không khí sẽ được hút vào trong này, lọc bởi cái màng lọc phía trong và trả không khí sạch ra phía trên. Đấy, khi máy bắt đầu chạy thì ta sẽ thấy rằng là bụi mịn sẽ giảm xuống. Chắc chắn nó sẽ dưới 30, nó rơi khoảng độ tầm 20 đến 23, 22 gì đấy. Tôi đang để ở chế độ lọc nhẹ nhất. Đó, các bạn sẽ thấy là tác dụng của máy lọc không khí thì sẽ lọc sạch 90-95% lượng bụi nhỏ bay lơ lửng trong không khí và tính năng bù ẩm, thông minh, khử mùi, diệt khuẩn. Bạn nào có nhu cầu vui lòng liên hệ trang web hangnhatvip.com hoặc số điện thoại 0983 137 046.